anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Ngọc Lô Gaming Minh đây. Hôm nay tôi đang đi cháy phố với mấy ông bạn này anh em ơi, thấy đông không? Rồi, theo như yêu cầu của anh em thì hôm nay tôi sẽ là một dân tổ. Mọi việc diễn ra như thế nào thì anh em mình cùng theo chân mình nha. Let's go. Thank you.
and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. Ôi anh em ơi, vừa ngã đau vãi chưởng. May mà ông chủ xe không bắt đền, không phải chết tiền anh em ạ. May mà tôi còn phải cầu xin với ông ấy là ui chú ơi chú tha cháu còn học sinh ấy. Thế là ông chú không bắt đền. Bài này áp dụng được rồi. Đây rồi, về nhà của tôi rồi. Hôm nay tôi còn phải đi học cơ anh em. Buổi sáng ấy thì tôi được nghỉ, còn chiều tôi phải đi học này. Ui, còn đi học còn phải chở thằng cu em đi nữa. Ôi con chào mẹ. À về đây à? Thế chuẩn bị đi đồ đi học đi. À thằng cu ấy đã chuẩn bị xong rồi à? Anh thay đồ xong đi học luôn nhá. Ok anh. Úi giời cái thằng này. Ôi để tôi đi thay đồ đã xong rồi chuẩn bị lên trường luôn anh em ơi. Ôi sáng là rảnh tụ tập với mấy anh em tí mà. Giờ đến chiều tầm 12 rưỡi vào lớp rồi. Nên là phải nhanh chóng thôi. Rồi đi thôi. Đi học thôi cu con ơi. Đâu rồi? Vâng anh đợi em tí. Nhanh lên chào mẹ đi. Con chào mẹ con đi học. À hai đứa đi cẩn thận. Ngoan ngoãn đấy nhá. Vâng con biết rồi. Ô ông bạn sao đã sang đây rồi? Ôi, tao đứng đây đợi mày để anh em mình còn lên đường nữa mà. Ôi, xe mày đâu? Xe tao lại hỏng rồi. Ui, tao còn chở thằng cu em nữa này. Thì đi ba luôn. Ờ, thế thì đi ba thử xem có được không. Ai, mà tao quên mất con xe này. Hôm trước tao bốc đầu rụng mất mấy con mũ rồi. Thôi giờ đi không có mũ ấy nhá. Không cẩn thận công an bắt thì đừng có kêu ấy nhá. Ờ, tao biết rồi mà. Mày không sợ thì sao tao sợ. Ờ, thế ngồi lên đây xem nào. Xem có ngồi được ba không. Ái giờ. Này, cu em đưa cái cặp lên cầm cho chứ như này làm sao anh ngồi được. Vâng, thì anh cứ lấy đi. Ái giả. Nào, ngồi lên đi, ngồi lên đường này. Này, em ngồi dịch vào cho nó ngồi đi. Vâng, vâng. Uầy, được rồi nhỉ. Ái giả, trông chín đét này anh em ơi. Rồi, giờ tôi sẽ chở ba bọn tôi đến trường thôi. Sợ, đúng là ba đứa trên con xe quay này bốc đầu hơi bị được ấy nhỉ. Thử tí không. Thôi anh ơi, đi cẩn thận không ngã đấy. Mày yên tâm, anh cao thủ bốc đầu mà, mày xem thử đi. Hây da, được không, được không? Ui anh ơi, em sợ lắm anh ơi. Thôi rồi, anh sẽ đi cẩn thận nhá. 5 minutes later. Đây rồi, gần đến trường rồi. Công nhận là anh em mình đi nhanh thật đấy. Ui, anh phóng toàn 80 đến 100 mày chả nhanh. Rồi, đi thế là vừa rồi em ạ. Ui ui, à đây, đến đây rồi. Ui 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 ui, cái trường của tôi. Khéo bữa sau tôi phải gửi xe ở ngoài trường thôi anh em ơi. Gửi xe ở trong trường này nó bất tiện quá. Này rồi về đến lúc mà tan tầm ấy, xong rồi lấy xe mãi không được. Đấy. Đây là tôi mô phỏng nên là chỉ để vài xe thôi chứ còn bình thường ở trường tôi là đông lắm ấy. Ôi này, cu em đi học xong rồi tí nữa tan tầm thì ra đây đứng chờ anh nhá. Vâng, em biết rồi anh. Ờ. À, bọn anh lên lớp đây. Uầy. Chào bác nhá. Ờ. À. Em xíu con vào lớp. À vào đi. Uầy. Mày lớp đến sớm thế. Tại em đi muộn đấy chứ không phải lớp đến sớm đâu. Ui là trời, không khéo hôm nào cũng đi muộn mất. Mình phải đi từ 12 giờ mới được. Rồi, thôi để ngồi vào chỗ đã. Rồi, cái chỗ tôi thì hôm nay ngồi ở bên trong góc cùng với này anh em ơi. Đấy, anh em có anh em nào xem video ngồi ở góc này không? Đấy, hồi đi học tôi cũng có mấy lần tôi phải ngồi ở đây này anh em. Tuy là ngồi trên bàn 3 nhưng mà nghe giảng hơi bị kỹ luôn đấy. Chào cả lớp mình nhá. Thì lớp mình đã đông đủ rồi thì hôm nay cô sẽ phổ biến một số kế hoạch do nhà trường phân công cho cô. Sắp tới thì nhà trường sẽ quản lý chặt chẽ trong việc học sinh đi lại xe cộ, xem mà đi đến trường một phương tiện gì. Thì cô sẽ làm một cái danh sách, xong rồi các em sẽ ghi có là số xe, là xe gì hay là màu gì. Mà các em nhớ là phải gửi xe ở trong trường nhé, không được gửi ở ngoài đâu. Và bạn Lâm đứng ở đây cô hỏi. Dạ, cô gọi gì em ấy? Ờ thì cứ đứng ở đây cô bảo. Dạ vâng, em đứng lên luôn đây chứ còn gì nữa. Dạ cô hỏi đi cô. Thế khi tham gia giao thông thì phải như thế nào nhỉ? Dạ em thưa cô là phải đội mũ bảo hiểm và chấp hành các luật của an toàn giao thông, không lạng lách đánh võng cũng như là bốc đầu, và đi phải nhớ xi nhan trái xi nhan phải, gì nữa nhỉ, nói chung là em nhớ mang máng thế thôi cô ạ. À, thế mà sáng nay cô vừa thấy thằng nào bốc đầu ở trên cái đoạn phố ấy nhỉ? Ui, chắc là không phải em đâu cô ạ, cô nhìn nhầm rồi cô ạ. Chả có nhẽ tôi lại nhìn nhầm. Thôi về chỗ đi. Dạ vâng. Lần sau rút kinh nghiệm ấy nhá, không tôi báo cho phụ huynh ấy. Dạ vâng em biết rồi ạ. Ui, đùa nhau sao cô ấy biết được nhỉ? Chắc là cô đi qua đấy hay chăng? Ui, nhanh thật đấy. Vừa mới học được vài tiết đã đến buổi chiều rồi anh em ơi. Giờ tôi chuẩn bị đi về thôi. Ôi mấy ông bạn ơi, về thôi. Hôm nay đến bàn của tôi sinh nhật rồi, bọn mày cứ về trước đi. Nhé. Ui,
Đây mấy ông bạn còn ở lại để còn lau bảng trực nhật này anh em ơi. Đóng cửa sổ rồi quét lớp này. Tập trước thì tôi cũng còn phải ở lại để quét nhà mới lau bảng cơ mà. Ôi ông bạn này lại chơi cái gì ấy? Tao chơi FIFA chứ còn chơi cái gì nữa. Ơi hay nhỉ, tối về anh em bắn nhá. Ok. Ui. Ôi ông bạn này. Này, hay là tôi ở đây chờ ông bạn tí nữa thì anh em mình về cùng luôn nhỉ. Này, nhập mã tao đi tí nữa, tối anh em mời. Thôi về thôi mày ơi, không tao cho mày đi bộ đấy. Ờ, tao biết rồi. Thôi anh em ở lại nhá, tôi về trước đây. Ờ, về đi. Uầy, không biết là thằng cu em của tôi nó đã học xong chưa. Bởi vì cái lớp học của nó bình thường nó hay học muộn hơn tôi ấy. À, hình như nó kia rồi anh em ơi. Nó ra sớm hơn tôi rồi. Chào bác nhá, cháu gửi về xe. Ờ, về cẩn thận đấy. Vâng. Uầy. Ai, cu em ơi, về đi. Vâng. Ôi, đang có việc gì mà ở đấy chăm chú thế? Các anh đang bàn việc tối đi chơi Loen đấy anh ạ. Ờ thế à, tối nay anh cho mày ở nhà nhá. Ờ, anh cho em đi cùng với. Rồi, để anh xem xét đã. Thôi, lên xe đi. Ái dạ, ái dạ. Rồi, được rồi đấy nhỉ. Rồi anh em mình phóng thẳng về nhà chứ nhỉ. Vâng. Này, em có đói không em? Em có. Ờ, thế về để xem mẹ còn gì ăn không. Ôi, thôi anh ơi, đừng bốc đầu. Em sợ lắm. Rồi, mày yên tâm. Ôi, mày thấy hồi sáng anh đi, hồi trưa anh đi có làm sao đâu. Đúng không? À, vâng. A few minutes later. Uầy, tôi cứ có cảm giác như là lúc về nó nhanh hơn lúc đi thì sao ông bạn ạ? Ừ thì chả thế mày, lúc nào tao cũng có cảm giác thế đấy. Ờ, uầy, mà may là quanh cái khu này từ cái đoạn từ trường đến nhà tôi đấy là nó không có công an ấy. Không thì bọn tôi không đội mũ kiểu này công an túm luôn đấy chứ. Lại còn cơn ba nữa. Thôi xuống xe đi. Ai, mày đi về đi nhá. Ờ, cảm ơn mày nhá. Ờ, không có gì đâu. Hôm nào sửa xe thì đèo tao mấy em nhá. Ờ, biết rồi. Bye bye. Ôi giời. Rồi, cu em ơi. Xuống thôi, lại còn đợi anh bế xuống à? Đây, em xuống rồi anh. Ờ. Thế mình vào nhà thôi. Ui giời, không biết là mẹ tôi đang làm gì nữa. À, bố tôi đi làm thì chắc tầm này là về rồi này. Đấy, tầm này cũng tầm 5 giờ rồi. Hết giờ hành chính rồi. Ôi, con chào bố. Ờ, mới về đây à? Thằng em đâu? Thằng em ở ngoài cửa bố ạ. Đâu rồi, mày phải cẩn thận đúng không? Thằng em của tao nó ngã ra đấy chết à. Thôi mày vào chào bố đi. Bắt đầu bố. Ờ, ngồi đây chơi bố. Ui, bố tôi là quý nhất cái thằng em đấy anh em ơi. Ờ, để tôi vào tôi chào mẹ bắt. Ôi, con chào mẹ. Ờ, hai anh em về rồi à? Thì thay đồ rồi, cất cặp đi rồi mẹ bảo này. Ờ, có việc gì ấy mẹ? Ờ, thì mày cứ đi thay đồ đi. Ờ, vâng. Ôi, mẹ ơi, có gì ăn không? Ờ, có đấy. Thì tôi đi vào đây tôi phòng tôi thay đồ ấy đã. Mặc cái đồ cộc cộc ở nhà cho nó thoáng dễ chịu. Ai đây rồi? Xài. Anh em thấy bộ này đẹp không? Áo này hồi trước mẹ tôi dẫn đi mua ở chợ Đồng Xuân này. Ôi, từ. Xem nào, cái điện thoại của tôi đâu nhỉ? Cắm sạc cái đã. Xong rồi tí nữa vào chơi FIFA với mấy thằng bạn. Rồi, đi rồi. Ra thôi. Ôi. Mẹ ơi, mẹ bảo con gì đây? À, ở trên bàn có nước cam đấy. Ồ, nước cam này nhìn lạ nhỉ. Uống thử xem. Uầy. Hình như cái nước cam này mẹ đổ vào cái lọ rượu của bố hay sao ấy. Uống nó cứ cay cay. Uầy. Công nhận nó đảo đảo thật đấy anh em ạ. Ồ, mà nãy mẹ bảo con gì nữa. À, mày ra chợ mày mua mẹ ký cam về đây. Để tối ăn cơm xong rồi ăn. Dạ vâng, con đi luôn đây. À, mày không lấy tiền à? Con có tiền rồi mẹ. Đây rồi. Bây giờ tôi sẽ chạy ra ngoài chợ tôi mua cho mẹ cân cam về. Xong rồi để tối ăn cơm xong rồi cả nhà ăn. Ôi, con xe ở tôi. Ui, đây rồi. Con xe này tôi cũng phải để vào trong này thôi. Không thì đến lúc để ngoài bị mấy thằng trộm nó dắt mất thì này khổ ra anh em ạ. Ai, rồi, tăng tốc thôi. 12 seconds later. Đây rồi. Mua có ký cam rồi, phải chạy ra tận chợ Bến Thành để mua anh em ạ. Đây rồi. Giờ tầm chiều rồi người ta cũng thu hàng để chuẩn bị về rồi. Không biết là còn ai trong chợ không? Chắc là còn đông ấy chứ. Rồi, nhà anh em nào gần chợ Bến Thành thì mách cho tôi cái để tôi làm video cho chuẩn. Ô, sao chị này ra đây mang ra đây này? Sao chị không mang về chợ ấy? Ờ, thì chị đang thu hàng chuẩn bị về rồi nên là cầm ở đây bán nốt. Ờ, thế cho em một cân cam đi nhá. Ok, chị lấy em mấy cái quả tươi tươi rồi. Không thì tí về mẹ em lại chửi em. Ờ, ok. Đây rồi, chị gói vào một túi rồi đưa cho. Ờ, à, mà chị nhớ cân đủ nhá. Chị đừng có cân thiếu của em không là em mang ra giả chị đấy. Rồi, đây rồi, về nhá. Dạ, nhá, cảm ơn. Úi giời. À, về đủ cam ngon này, tối ăn thì
ngồi xem phim thì hết nước chấm còn gì nữa, đúng không anh em? Rồi, tôi vứt cái túi cam lên đây, phóng xe về thôi. Yo, à, tăng tốc nào, về tắm rửa cái đã. Không biết tối có chương trình gì không, nhưng mà cứ phải gọi là tác phong nhanh nhẹn anh em ạ. Rồi, come on, đi cô. Rồi, về đến nhà rồi. Vào check xem là cái máy điện thoại của tôi nó đã đầy chưa. Không biết là bọn bạn của tôi nó có nhắn tin gì không. Cứ mỗi lần sạc là tôi lại kiểu người cứ bứt rứt anh em ạ. Kiểu không cầm điện thoại ấy. Xong rồi nó cứ cảm giác như là người tối cổ ấy. Mà vừa sạc vừa chơi thì tôi mới đọc báo thấy bảo là nó bị lổ máy ấy. Sợ vãi trưởng. Anh em nếu mà có chơi thì nhớ là rút cái sạc ra nhá. Mấy vụ rồi đấy. Ôi mẹ ơi, con mua cam về rồi đây. À, con để ở bàn đi, để tối ăn. Vâng. Để vào đây rồi, để vào đây cam đây thôi. Đi tắm đã rồi làm gì thì làm nhá. Dạ vâng, con biết rồi. Rồi, thế để đi tắm đã. Tôi đi kiếm quần áo thay đã, xong rồi tắm luôn. Không mẹ dục. Uầy, sau khi mà cơm nước xong thì rửa bát tiếp các thứ xong rồi gia đình tôi đang ngồi để xem tivi này anh em ơi. Yo, chill quá trời. Lâm ơi, có nhà không? Uầy, có ai gọi kìa. Con ra xem ai đây. Dạ vâng. Ô, sao này ai lại đến gọi giờ này vậy? Nghe giọng quen quen. Oh, hello bro. Làm gì đây? Ai, đi cháy phố không? Cháy phố gì tầm này? Ờ thì đi Noel chứ còn gì nữa, hôm nay Noel mà. À ừ nhờ, quên mất đấy. Uầy, mấy anh em lại cầm cả theo cái gì này? Tiếp sắt gắn dao à? Uầy. Này, để tao nói cho mày biết nhá. Lúc nãy vừa có cái thằng nó nhìn đểu tao, nên là anh em phải quay lại chơi nó thôi. À thế à? Mày chờ tí nhá, tao bảo tao mặc đồ xong rồi anh em đi. Ờ, nhanh lên nhá, anh em đợi. Uầy, mấy cái thằng này, mấy thằng bạn này báo quá trời. nó cầm cả phóng lợn này anh em ơi. Chắc tí mày chia tôi một thanh. Ờ, bố mẹ ơi, con đi chơi một tí rồi, tí con về nhá. À, nhớ về trước 10 giờ đấy nhá. Vâng, con biết rồi ạ. Ái dạ. Pha này tôi đi xem bọn này nó có cái trò gì hay hay. Uầy, theo đúng kiểu dịp Noel anh em ơi. Đấy, tôi mặc bộ này anh em thấy chất chứ hả? Mọi lần tôi định mặc cái áo giấy cuốn bạc ấy. Nhưng mà thôi, áo gà cuốn giấy bạc nó nhìn không hợp mấy cái tình cảnh này. Thế là tôi quyết định mặc cái bộ này đi. Để phát quà cho mấy anh em dân tổ này. Ai, sao mày mặc đồ kiểu gì ấy? À, đôi đem á. Tao tí tao phát cho chúng mày mỗi thằng một cái phóng lợn nhá. Rồi, lên đường thôi. Uầy, con xe của tôi hình như là cái đèn chiếu pha nó bị sao anh em ơi. Bật lên nó bị giật này anh em ơi. Ây à, áo nhỉ. À, chắc là lỗi kỹ thuật tí thôi anh em ơi. Rồi, chúng mày ơi, lên đường thôi. Đợi chờ gì nữa. Ok, đi thôi. Ây dạ, hội này đây là mấy cái bộ kiểu mà tôi ngồi tôi vẽ kiểu các thứ quần của dân tổ này. Áo quên mất. Trong cái hội này không có cái áo hoodie. Mấy lần đợt trước tôi ngồi tôi định làm cơ mà. Quên mất. Thôi để bữa sau vậy. Rồi, đi đường thôi anh em ơi. Xoài. Ngoài trời công nhận, ngoài thời tiết miền Bắc lúc này đang tầm 8 độ rồi anh em ơi, rét vãi chưởng. Nhưng mà tôi mặc cái bộ này đi cháy phố với anh em là gọi là nóng luôn ấy chứ còn gì nữa. Rồi đi thôi, let's go. Ôi, mọi người hôm nay cũng ra đường đi Noel này. Khả năng là bây giờ bọn tôi sẽ phóng lên nhà thờ lớn để chơi anh em ơi. Trên đấy mới có nhiều dân tổ. Rồi, let's go. Rồi anh em xem tôi bốc đầu quả này nhìn chất vãi chưởng luôn ấy chứ còn gì. đi thôi anh em ơi, tăng tốc đây. Tầm này không biết lực lượng chức năng có làm không nhỉ? Thôi, cứ đi đã. Mọi người, chúng ta đi tuần tra để đảm bảo an toàn trong dịp Noel này cho người dân. Rõ. Uầy, lấy mày bảo thằng bọn nào nó nhìn đẻo máy nhỉ? Sắp đến chưa? À, gần đến rồi. Tăng tốc đây. Ai, cái hội này, bọn nó có đông không? À, thì chỉ có vài tên thôi mà. Vài đứa đứa thôi à? Thế còn chơi được chứ còn đông hơi khó đấy nhá. Đây rồi. Uầy, đây rồi anh em đâu? Chơi nó thôi. Người rồi đấy, anh em. Lên. Uầy, sao mày bảo là có vài thằng thôi mà? Anh em, phang nó. Hây da, mấy con lợn nhựa này, đỡ đây. Uầy, anh em ơi, cẩn thận đấy. Uầy, bọn này đông phết anh em ơi. Toàn cầm phóng lợn này làm sao mà chơi được đây. Uầy, này có mà chọc phát vào người cũng mà ngủ luôn đấy anh em ơi. Để ông già lôi ăn phát cho mỗi cháu một cái phóng lợn nha. Ôi, ui cẩn thận đấy. Mẹ, bọn này đâm thốn quá anh em ơi. Sao mà đỡ được đây. Ôi, mày chọc nhầm người đấy con chó.
Hãy đưa đây, để ông phát cho cháu một cái phóng lợn nhá. Đây cháu này ông phát cho một cái phóng lợn. Rồi, ngon. Rồi, đấy, cứ cầm đấy, ông đến cháu này nhá. Úi giời ơi, mỗi cháu được một cái phóng lợn quá là ngon còn gì nữa, lời quá. Này đến cháu này nhá. Ái da. Rồi nhào vô. Mấy cái thằng danh con này nhào vô này dám đánh anh em tao à? Tất cả dừng tay lại. Cảnh sát ơi. Ôi anh em ơi, chạy đi, công an đến anh em ơi. Công an, công an. Ui, không biết thằng nào chơi bẩn đấy, báo công an này. À mấy ông kia cười lên, đứng im để chú chụp ảnh em nào, cứ ngọ ngoại cái gì đấy. Bọn cháu đứng im đây mà chú. Rồi mấy cái thằng này, tội này chú mày lặng lắm nhá. Tí tao gọi cho báo lên nhà trường mới gọi cho hết phụ huynh của chú mày lên đây. Rồi này hỏng rồi. Mới tí tuổi đầu, học thì không lo học, tưởng thế là ngầu à. Ủa ôi thôi anh em ơi, toang rồi. Phát này chắc là Tết này con không về rồi anh em ạ. Buồn thật sự luôn đấy chứ. Ôi anh em thấy chưa, tôi đang ở cùng mấy các hảo hán ở trên đồn công an để đón Noel này anh em ơi. Bá cháy luôn chứ còn gì nữa. Mà chú công an thu mất một tẹp phóng lợn của tôi rồi anh em ạ. Đấy, mấy chú công an còn đang chụp hình làm kỷ niệm cho bọn tôi. Phát này mai bọn tôi lỗ nhất cõi mạng rồi anh em ơi. Toàn quá trời. Đấy, đang ngồi bên trong đây để đợi thẩm vấn này này anh em ơi. Nãy bị mấy chú túm lên còn bị ăn thụi mấy phát. Thốn vãi chửi anh em ạ. Mà thôi, video này cũng dài rồi. Nếu anh em xem xong thấy hay có thể like, share, subscribe. Và nhớ bấm cái chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video gì từ mình nhá. Rồi, chúc anh em một mùa Noel vui chơi thật là lành mạnh, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình nhá. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Bye bye. Tôi lại chuẩn bị